Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Kama Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Sushi. Thì để tham gia vào dự án hôm nay, các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra, vào start để cho bay bot. Tham gia vào dự án hôm nay, các bạn sẽ nhận được là 10.000 token Sushi nhé. Và các bạn sẽ nhận được thêm là 100 triệu token. Như vậy là ở phần 100 triệu token này là dành cho những người đua top red thôi các bạn. Ok, thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận là 10.000 nhé. Ok, thì để tham gia vào giảng hôm nay, các bạn vào link dưới phần mô tả video, các bạn mở con bot ra, vào nút start. Tiếp theo đó thì các bạn nhập lại mã captcha. Sau đó thì các bạn ấn vào nút xóa drop. Tiếp theo đó thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta join vào group, các bạn vào Telegram group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel, các bạn vào Telegram channel. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter, các bạn vào Twitter bay. Trên tờ Twitter của dự án, các bạn ấn nút follow theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ là một cách trực tiếp. Các bạn vào retweet tục lại. Tiếp theo đó thì yêu cầu chúng ta là phần vào comment ở dưới bài viết này. Thì các bạn nhấn một phần bình luận nhé. Chúng ta bình luận lại một cái gì đó. Ok, sau đó các bạn bằng reply, chúng ta bình luận lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn ấn vào nút submit my detail. Chúng ta tiến hành điền lại thông tin như sau. Đầu tiên nó hỏi chúng ta đã join vào hai kênh Telegram chưa, thì bạn nút don. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile Twitter, thì các bạn quay trở lại Twitter. Các bạn ấn về tường nhà, các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link profile Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Và cuối cùng thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví BEP20 Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây và gửi cho bot. Sau đó các bạn có thể ấn vào phần Static để kiểm tra thông tin của các bạn. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được là 10.000 token Sushi. Và đây là link red của các bạn. Các bạn copy lại link red đi tiến theo bàn bì để nhận thêm token nhé. Thì qua mỗi lượt refer thì chúng ta sẽ nhận được thêm là 1.000 token Sushi nhé. Ok, thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 10.000 token Sushi đến từ dự án Sushi Finance. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.